West Ham đang ép sân, đang pressing liên tục. Nguy hiểm. Tiếp tục là một pha dứt điểm. Lưới đã rung lên. Niềm vui cũng đến sau rất nhiều những nỗ lực của West Ham. Bóng lất bất. Chúng ta cùng xem lại. Kusuma là người đã đứng để che chắn thủ môn của Bôn Mật. Bóng có chạm tay của Kuro hay chưa? Hai tay của cầu thủ này đã ôm sát người rồi. Sau một loạt những tình huống lập bập, đấy đâu, nguyền cơi một lần nữa phải gọi tên Antonio. Các cầu thủ West Ham đã rất nhanh để có thể lao về và mang tới được một tình huống lập công. Chúng ta hãy cùng nhìn lại xem rằng đó là một pha dứt điểm của Antonio hay đó là một tình huống phản lưới nhà. Bóng chạm chân cuối cùng thuộc về Antonio. Antonio là người hợp lý. Pablo Fona. Bàn thắng đầu tiên của họ tại giải đá Hoàng Anh ở mùa giải năm nay và tạo ra một quỹ đạo cực kỳ khó. Kiến tạo được tính cho Declan Rice với một đường chuyền thông minh. Paulo Fonans đã có một khoảng trống và người đã băng ra đó là Konsa. Và chính pha chạm chân này của Konsa khiến cho trái bóng đã đi cao lên so với tầm với của thủ thành Martinez. Bàn thắng gấu đã đến với West Ham và người lập công là Thomas Suchet. Cú đó của họ đã được đền đáp và ném biên nhanh của Su Phan. Mikan Antonio đã thu hút sự chú ý của ít nhất là 3 cầu thủ áo trắng, mở ra khoảng trống cho Thomas Suchet. Các cầu thủ Spurs đã bỏ quên tiền vệ người Cộng hòa Séc. Suchet thoát xuống nhạy bén và sau đó có một tình huống dứt điểm ở cự ly gần không thể chê vào đâu được. Anh không chê bóng bằng đùi trước khi dứt điểm bằng chân thuận. Scamacca không việt vị. Scamacca quá kỹ thuật, quá kỹ thuật với pha làm bàn này của Scamacca. Một tình huống mà tổ trọng tài VAR đã xem xét rất kỹ, từ việc Scamacca có việt vị hay không đến tình huống xem liệu Scamacca để bóng chạm tay hay chưa. Đúng là ở tình huống này các trọng tài có lý. Chúng ta quan sát và dường như thấy bóng chỉ hơi lướt qua và chưa rõ là đã chạm tay của Scamacca hay chưa. Và các trọng tài quyết định đó không phải là một tình huống để bóng chạm tay của tiền đạo người Italia. Những gì tôi nhìn thấy là bóng đã lướt qua, có vẻ là chạm một ngón thôi, nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định. Và West Ham bây giờ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Paqueta. Benrahma, vẫn đang là Benrahma, dứt điểm. Vào! Benrahma! Bàn thắng thứ hai của Sai Benrahma ở mùa giải năm nay. Tarik Mitchell đã lựa chọn chuyền bóng cho Zaha, một người bị áp sát rất chặt và khó có thể giữ được trái bóng. Và rồi màn solo của Benrahma là xứng đáng 10 điểm trên 10. Tình huống thu hồi bóng và triển khai tấn công rất nhanh của cầu thủ West Ham. Và với một đôi chân đầy kỹ thuật như của Benrahma thì một bàn thắng như thế này cũng không phải là điều gì quá xa lạ.
Đây là bàn thua thứ 22 của thủ môn Vicente Guaita từ bên ngoài vòng cấm. Không có một thủ môn nào. Scamacca chờ đất bôn. Lại là đường bóng sang chân trái. Cơ hội. Scamacca. Đó là bàn thắng của Gianluca Scamacca. Cũng phải nói rằng đó là một tình huống mà Cherbourg đã nỗ lực rất nhiều. Các cầu thủ phòng ngự của West của Wolverhampton hiểu rõ rằng Cherbourg sẽ bẻ từ chân phải sang chân trái kiểu như vậy, nhưng họ không thể làm cách nào ngăn chặn được anh. Còn cú sút này của Scamacca thì như thể là phi đạn vậy, gắm thẳng vào góc xa khung thành. Một chút may mắn khi nó chạm vào cái đầu của Johnny Cash. Tốt, Tino Kehrer. Kehrer có được dứt điểm. Tino Kehrer chờ đất bôn. Bôn 2-0 cho West Ham. Tình huống thoát pressing rất ấn tượng khu vực giữa sân của West Ham. Không hề có lỗi về việc của chờ đất bôn. Anh đã lọt ra được phía sau của Ad Nuri khi cầu thủ này có đang mải để ý đến cú sút xa của Tino Kehrer. Khống chế rất gọn gàng ở phạm vi hẹp. Một nhịp băng ngực và một nhịp băng đầu, gần đó là đủ để trái bóng đến với Scamacca. Cú dứt điểm của Scamacca. Sai lầm của Leeds United và Scamacca ngay lập tức trừng phạt. Toto và Scamacca đã lập công cho hai màu áo khác nhau. Đường chuyền về tắc trách của Anderson và Scamacca chỉ cần một nhịp chỉnh bóng trước khi đưa ra cú dứt điểm hạ gục Meslier. Đây là bàn thắng thứ 3 của Scamacca ở giải bóng đá Ngoại Anh mùa này, nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi trên mọi đấu trường lên con số 7. Và Scamacca cũng dẫn đầu danh sách. Aaron Cresswell. Đây là Rice. Hợp lý. Declan Rice. Round! Declan Rice. Tiếng nói của người đội trưởng. Southampton đã chiếm lấy ưu thế, nhưng rồi bây giờ mọi thứ đã về mò. Pha bóng được bắt đầu bởi Rice và cũng kết thúc bởi tiền vệ mặc áo số 41. Một pha đặt lòng không thể chê vào đâu được. Quá xuất sắc. Điềm tĩnh trong việc ra quyết định và chuẩn xác trong cú dứt điểm. Các cộng tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có các cộng là có Tết.